Bây giờ phun 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 vào bên trong sợ tí cháy vào cái bếp kia nữa. Hả? Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Hoàng Quyền. Tiếp tục những cái công việc của mình, Hoàng Quyền luôn luôn đi vào các bản làng vùng sâu vùng xa, chia sẻ cho quý cô bác những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn. Cái nội dung hôm nay thì Hoàng Quyền có mặt tại xóm Khâu Dề, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để chia sẻ cho quý cô bác và các bạn cùng biết. Thứ bảy tuần trước thì không may gia đình ở trong tại xóm Khâu Dề đã xảy ra hoảng hoạn là cháy hết toàn bộ ngôi nhà, mà thiệt hại là phải một bà cụ nhá. Đấy, đây là toàn cảnh ngôi nhà vừa đã tuần vừa qua không may thì đã hỏa hoạn cháy toàn bộ ngôi nhà. Hôm nay đi cùng Hoàng Quyền nữa thì cũng đã có mặt của chú Thủy, bí thư chi bộ xóm. Chào em nhá. Cái nhà này cũng là nhà em à, đúng không? Ờ. Thì cái nhà cháy này là nhà em à? Nhà hai nhà của em. À, em là có hai nhà. Bố mẹ. À, thế là hai nhà sát vách nhau, sát gần nhau. Bố mẹ sống nhà bên này, còn em là ở sống ở nhà bên này. Em tên gì nhỉ? Tên là Mai A Tú. Mai A Tú, em sinh năm bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi rồi? 1994. Đấy, anh đến xem gia đình em một chút. Đây, những cái cây cục kèo vẫn còn nguyên. Vâng, chú là bí thư chi bộ của xóm Khâu Dề. Chú ơi, thì là cái gia đình em Tú mà bị cháy là chính xác là vào hôm nào nhỉ? Vào sáng 24, 8 giờ. 8 giờ 24. Thì hôm đấy là nhà có ai ở không? Nhà này em, chủ nhà này không ở, còn em là con cháu, hai vợ chồng đi làm nương, là không ở, khác bà cụ khác ở. Một bà cụ khác ở? Bà cụ là được bao nhiêu tuổi? Bà cụ sinh năm 36. Sinh năm 36, sức tưởng khoảng 36 thì cũng 80 tuổi nhỉ? Vâng. Cũng khoảng đấy. Một mình bà cụ. Thế gia đình của em Tú là bao nhiêu người nhỉ? Gia đình của em Tú là có 8 người. Em vào đây thế. Hiện tại là bà mất, còn 7 người. Đây còn 7 người. Thế là còn bố mẹ em Tú. Vợ chồng em nữa. Thì là em có bao nhiêu con rồi? 3 con. 3 con rồi. Con cả là bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Khoảng lớp 2 rồi đúng không? Đấy, cũng lớn rồi. Con út là chắc mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Thì không may thì bà cụ một mình ở nhà. Thì hôm đấy bà cụ giường ngủ là chỗ nào nhỉ em? Ngủ ở khu nào? Ở khu này. Thì bếp hôm đấy là em đun ở chỗ nào? Bếp em đun ở đây. Ở đây. À, em đun cái bếp ở đây để cho bà cụ sưởi ấm.
Thế bà cụ cũng ngủ ở ở đây. Bà cụ ngủ ở đây. Thế bà cụ có làm thêm cái giường lên cao không? Cái cột giường này. À, đây là cột giường để bà cụ ngủ. À, đây là cột giường. Thế là bếp là chính xác ở khu này. Bếp là lấy than để đây. À, chỉ lấy than thôi. Em có đốt cây củi hay là có cái gì không? Ở gần không? Không đốt. Chỉ lấy than thôi. Tầm khoảng mấy giờ thì em phát hiện nhà mình bị cháy? Từ em đi làm nhà trước em thì 9 giờ ấy. Bà con 9... về giúp đỡ. Bà... Về đến chủ nhà về đến đó cháy hết rồi. Chủ nhà về đến cháy hết rồi. Vâng. Thì trong tài sản hôm cháy đấy thì có lấy được cái gì không? Giờ không lấy ở trong cái nhà này không lấy được cái gì hết đấy. Không lấy hết. Có nhiều ngô, nhà này để nhiều ngô không? Có. Dạ. Đồ đạc gia đình mất hết. Đồ đạc thì để lấy hết. Để lấy hết. Bát đũa quần áo. Quần áo đi hết. Em cho anh biết chẳng hạn như hôm đấy thì nhà mình bị cháy cái gì nhiều ở trong ngôi nhà này nhỉ? Tất cả bát đũa, đồ đạc sử dụng gia đình đi hết. Sử dụng gia đình thì cháy hết. Cháy hết ạ. À? Thế em còn nhà bên trong kia em không để bên trong à? Cái kia thì quần áo của hay vật để bên kia. À. Nhưng mà bố mẹ để đây hết thì nó cháy hết. Thế đa phần là đồ đạc của bố mẹ, quần áo bố mẹ thì bị cháy hết. Với của mình đồ đạc làng thì nó cháy hết ở đây. Thế lúc bố mẹ, nhà bố mẹ đây với nhà em bên kia thì bố mẹ khác nấu ăn hay là nhà em tự nấu ăn? Không, nấu ở bên này. Cùng nhau ăn thôi đúng không? Cùng nhau ăn. Thì ngô làm thì cũng để cùng để cùng ăn. Sau những hôm cháy đi thì nhà bên trong em còn có ngô không? Còn. Vẫn còn nữa. Gia đình em thường ăn ngô là ăn ngô chính hay là ăn gạo? Ăn gạo. Ăn gạo. Ăn gạo. Gạo nhà em ăn đủ quanh năm không? Không. Không đủ. Đến gần đến mới về. Không may bà cụ bị mất đấy. Thì gia đình là mình đã lo mai táng xong hết chưa? Xong hết. Xong hết rồi. Thì mình thịt bao nhiêu con bò? Hai con bò. À. Mình làm ma trong bao nhiêu ngày đấy? Làm trong hai ngày. Trong hai ngày rồi. Bà cụ đi chôn ở sao? Xa, chôn ở bên kia. Bên kia gì ạ? Trong lúc cùng hoàn cảnh khó khăn thì gia đình mất rất nhiều tài sản, lại gia đình lại phải lo lắng để chuẩn bị để làm một cái mai táng cho một bà cụ nữa, gia đình cũng rất là khó khăn. Với chú ấy thì tại xóm Khô Dề này thì là có khoảng bao nhiêu hộ nghèo? Xóm này có bao nhiêu phần trăm khoảng ước 87 hộ thì 90 mấy hộ nghèo. Đó, có 90 hộ. Xóm 98 này 98 hộ. Xóm này có 98 hộ. Hộ nghèo thì có bao nhiêu hộ? Nghèo thì có khoảng là cả xóm hết. Quả xóm hộ nghèo ấy. Thành là có sổ hộ nghèo hết á? Vâng. Cận nghèo thì 15 hộ. 15 hộ. Đa số là nghèo hết. Có khoảng bao nhiêu phần trăm thì đã có điện thắp sáng ở trong xóm Khô Dề này chưa? Tại 100% chưa có điện. 100% chưa có điện. Ở xóm Khô Dề này cách thị trấn Bảo Lâm khoảng bao nhiêu cây nhỉ? 18 cây. 18 cây. Về trung tâm xã là bao nhiêu cây? Về trung tâm xã là 9 cây. 9 cây. Đấy, cách trung tâm xã 9 cây mà khoảng gần 100% là bà con ở tại xóm Khô Dề là chưa có điện để thắp sáng. Thì bà con ở trên này là họ dùng sử dụng cái gì để thắp sáng ban đêm nhỉ chú? Bà con sử dụng thắp sáng là máy điện mini. À. Đây. Máy điện mini. Chắc là mỗi nhà cũng phải tự sắm cho mình cái máy điện mini rồi đúng không? Thế là cũng có điện. Đây là cái điện mini tự chế của bà con tại xóm Khô Dề. Thế mà cái máy điện này là nhà em là bao nhiêu nhà thắp sáng? Một á. Một mình nhà em rồi à? Em thắp được bao nhiêu bóng? Bốn bóng thoải mái thắp sáng nhỉ. À đây gia đình thắp đây, bóng nhỏ. Bốn bóng. Điện này em có mở tivi được không?
bạn ấy mà không có tivi. À, không có tivi. Ờ, trong những ngày hoảng hoạn vừa qua xảy ra với gia đình em ấy, đến hiện tại thì em thấy khó khăn nhất là những cái về cái vấn đề gì nhỉ? Những cái gì mà em thấy mình khó khăn và cần thiết nhất ấy. Còn áo các thứ mắm muối còn muối mì chính. Em thấy khó khăn là mắm muối, quần áo, chăn thì với cái mùa đông đang lạnh giá này gia đình em thì đã đủ đắp chưa? Chưa đâu ạ. Thế mấy dạo này thì bố mẹ sẽ là ngủ trong nhà em, ở nhà em, ở nhà bên trong. Nhà của bố mẹ cháy rồi thì em đã có kế hoạch nào để mình dựng cái nhà mới chưa? Có. Nè, kế hoạch nhà mới thì em sẽ làm ngôi nhà như nào? Để làm to hơn không hay là như nào? Làm giống như cũ đó. Làm giống cũ. Có di chuyển đi chỗ khác không hay là làm ở cái vị trí cũ? Thì biết chắc là để năm mới mới biết được. À, qua năm mới, qua năm để năm mới mới biết được. À, bây giờ nó gần Tết quá rồi. Chú là một bí thư chi bộ xóm thì chú thấy gia đình đã hoạn nạn xảy ra rồi thì hiện tại những cái vật tư cần thiết thì gia đình chú có thể chia sẻ với cháu được không ạ, cùng quý khán giả được không ạ? Vâng, đây là trong khi gia đình xảy ra hỏa hoạn này là nhà em Tú ấy rất là hoang mang và hiện tại gia đình cũng nghèo nữa, không biết là xoay sở vào đâu. Vâng. Trước mắt là cần thiết nhất là mắm muối mì chính, xa chợ nữa là không có phương tiện đi lại rất khó khăn. Vâng. Và đến mùa đông có quần áo thì thiêu rụi hết rồi. Vâng. Các nhất là ba cháu nhỏ rất là mùa đông lạnh lẽo rồi, còn đi học nữa, không biết làm thế nào. Vâng. Chú chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em Tú để cho qua những cơn mùa đông này. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chú. Hy vọng những cái chia sẻ của chú Thủy thì sẽ đưa đến các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước biết đến và quan tâm đến gia đình của em Tú. Chúng ta hãy cùng mang những cái món quà nhỏ thôi nhưng ý nghĩa đến với gia đình để gia đình chuẩn bị một cái Tết ấm cúng hơn. Đấy, để không phải lo lắng hoang mang như việc hoạn hoạn vừa xảy ra đối với gia đình. Bố em là sinh năm bao nhiêu? 58. Sinh 58. Tên là hộ khẩu không biết. Xem hộ khẩu không, không nhớ được đúng không? À. Bố sinh 58. Sinh năm 80 à? Vâng, không. 58 ấy. À 58 ạ, 1958. Thế trước là nhà em là lập bằng cái gì nhà này? Pro. Bằng pro. Cái nhà cháy ước chừng về cột đến đây đúng không? Đến đây mà. Đấy, cột đến đây thì chiều rộng cũng khoảng 7m, 8m. Chiều rộng cũng khoảng 5m thôi. Tính ra xem nào, chiều đến kia đến 8m không? Được 8m không? Có 8m 6 bên này 6848. Thì những ngày này thì là cái chảo này, cái bát đũa thì nhà em đã có đồ để sử dụng hết chưa? Đầy đủ chưa? Ở bên mặt trận của huyện giúp đỡ được một nửa, một số rồi. Mặt trận huyện cũng đến. Rồi bây giờ chúng ta cũng vào nhà xem thì xem cái gia đình bên trong em thì đang thiếu cái gì nhỉ? Bí thư huyện với mặt trận huyện cũng đến cũng đến trao quà đúng không? Trao quà. Vâng. Vào nhà đi. Rất thương cho bà cụ nhỉ. Bà cụ có còn đi lại được không? Không. Ngồi một chỗ. Chỉ nằm một chỗ. Lúc kia kêu hoặc lấy chẳng có ai ở gần là biết đến nhỉ. À, cháy đến cột này đúng không? Đây. À, thế là cái mái bên này cũng là bị vỡ, bị cháy rồi. Đây, gia đình mới bưng lại cái hiên này. Cột bên này cũng cháy đen hết rồi, quý vị ạ. Đây.
Này, chúng ta cũng di chuyển vào nhà xem này. Ừ, kéo con nha. Đâu là con em? Con à, con này à? Con học lớp 2 rồi đúng không? Con này học mẫu giáo. À, mẫu giáo đúng rồi. Đây là các em về chơi thôi đúng không? Các em về chơi. Đây là mẹ em à? Ờ, con là mẹ. À, đây là nhà có thịt bò treo để hôm làm ma bà cụ. À đây con học lớp 2 đây đúng không? Ừ. Mẹ. Con tên gì? Ma Lan. Con tên Lan à? Con học lớp 2 học với cô thầy cô nào? Đây chú có gói kẹo để em mở ra để cho các em cùng ăn nhé. Rồi, ngon rồi. Em mở ra đi. Thì hiện tại thì là... À, bên này nhà em vẫn còn ngô đúng không? Đây là chỗ ngủ của vợ chồng em à? Ngủ vợ chồng em. Thì à, bên này thì là... Mà bố mẹ sang ngủ ở giường bên này. À, cũng rất may là nhà bên em bên này cũng để là khá là nhiều ngô, bên kia không phải cháy hoàn toàn. Đây kênh của Hoàng Quyền đến gọi là có một tấm lậu một ít giúp đỡ với gia đình. Vâng, thì hôm nay anh thì cũng ở xóm Bản Lìn thôi, thì anh cũng biết tin nhà em là đã xảy ra hỏa hoạn cũng khoảng một tuần rồi. Thì hôm vừa rồi thì anh bận anh chưa đến đây được, thì hôm nay anh đến đây anh không có gì, thì anh có một chút quà. Thì em hy vọng em sẽ giúp em được mua được một chút mắm muối, thì nếu mà em làm nhà em có thể mua được một vài cái tấm pổ lô gì đấy, thì giúp em một phần nào đó khó khăn em nhận cho anh nhé. Xin nhé. Hy vọng là sau chuyện vừa rồi em sẽ cố gắng hơn để hoàn thiện một ngôi nhà mới để cho bố mẹ ở, để có cuộc sống đó thoải mái hơn, tốt hơn nhé. Là cùng rồi thì cùng nhau làm kinh tế, làm ăn để phát triển. Hoàng lên em nhé. Hôm nay có mặt đi cùng mình là có anh Thọ, phó hiệu trưởng nhà trường Khâu Dề. Thì là cái ra em Tú thì có mấy cháu thì đang học tại trường nhỉ? Có một cháu đang học lớp 2 ở trên tại trường Khâu Dề này. Với cái chuyện xảy ra với gia đình rồi thì có lo rằng là cháu không đủ quần áo mặc không đến hiện tại? Có, bây giờ nhà trường cũng đang quyên góp mọi người ủng hộ để tặng cho cháu quà với tặng quần áo ấm và chăn cho cháu. Vâng, hy vọng nhà trường sẽ cùng chúng ta cùng nhau san sẻ một chút để giúp đỡ cháu. Và qua kênh của Hoàng Quyền, hy vọng các quý cô bác cho mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, chúng ta hãy cùng chung tay nhau để ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu để có những cái bộ quần áo giày dép ấm hơn, để hàng ngày đi đến trường được ấm áp, không phải lo lắng ngồi trong lớp học mà phải lạnh thiếu quần áo. Rồi gia đình đi hết rồi? Đi hết rồi. Giao các kiểu. Có cái đồ giá trị gì ở trong nhà không? Để sử dụng hàng ngày rồi đi hết rồi. Trong nhà có để tiền không? Trong nhà không để. Có sợ có giấy tờ gì quan trọng không? Như sổ đỏ hay là cái giấy tờ quan trọng ấy? Sổ đỏ thì không để được. Không để. Không thể à? Để ở bên kia. Không để ở bên nhà bên này. Cái hôm đấy thì bà con đến giúp nhiều không? Hôm đấy biết đến nhiều không? Có. Nhiều. Nhiều đến rồi. Thì nhà đến là chỉ có thể than thôi. Thể than không ạ? Thì hôm đấy bà cụ là chắc hôm đấy là cũng tìm thấy bà cụ rồi đúng không? Lúc có một số người là không nhớ bà cụ thì bảo cho xịt nước vào đây, còn xóm biết thì ở trong nhà này còn có bà cụ thì cho lửa vào đây trước, cho nước vào đây trước. Mấy đầu cũng nghĩ, mọi người nghĩ là bà cụ ở nhà bên trong này. Hóa ra là bà cụ nằm ở đây. Em chỉ để than thôi đúng không? Thì than không mà bén, hay là có nhiều quần áo ở gần không? Không, không có quần áo gần. Rất là buồn. Chắc lấy than vào không thì bà lấy quay cái chăn chăn rơi vào lửa đi. Nhỉ, chắc thế thôi. Mình cũng không biết. Bởi vì bà cũng có giường không phải nằm ở dưới đất. Ờ, đấy.
giường. Mà em bảo chỉ để than thôi. Bà thì bị liệt. Than 2-3 năm nay rồi. Bà bị liệt rồi à? Ừ. Bởi vì ở đây thì cũng không có nhiều nhà gì, cái bà có kêu thì không ai nghe thấy. Nhà nó... Cái hôm đấy là người phát hiện ra đầu tiên là ai nhỉ? Ma Dơ. Nhà nó ở bên kia. À, nhà bên kia. Thì chắc lúc kia nhìn thấy khói nhỉ? Chắc nghe thì tôn pro vỡ. Tầm... Khói lên nó mới chạy xuống. Nghe tôn pro vỡ thì là lúc kia cháy to rồi nhỉ? Cái nhà này thì chắc làm cũng thuộc mấy năm rồi nhỉ? Chục năm rồi, bởi vì cũng cái cột thì cũng đây này chưa phải cột xẻ. Tìm cây đi. Tìm cây chuẩn bị làm thì làm nương các kiểu này. Đi phát rẫy đúng không? Bây giờ mùa này. Phát nương. Làm nương xong chắc là làm lại nhà này, ý định làm ở chỗ nào? Làm ở đây hay là làm ở đâu? Nếu bố mẹ muốn gần bố mẹ thì làm đây cũng được, mình san nền lại cho nó rộng hơn. Cho máy thì máy xúc. Cho máy xúc xuống. Thế là nhà em thì bò thì với em với bố thì là đã chia nhau chưa hay là cùng chung cùng nuôi? Một con trai thôi. Chung một con trai thôi. Có bao nhiêu con bò? 4 con. 4 con. Bây giờ còn 4 con. Bây giờ không còn rồi. Bây giờ không còn. Thế hôm trước làm đám tang bà cụ có thịt 2 con? Thịt 2 con, bây giờ còn 1 con bé. 1 con bé? Và 1 con to. À, 2 con. Thế em nuôi nhiều lợn không? Lợn không nhiều, bây giờ còn 5 con. 5 con, hôm trước có rồi ạ. Làm đám tang bà cụ có thịt lợn không? Thịt mấy con? Thịt... 3 con. 3 con à? 1 con mấy chục cân? 2 con bé. 2 con bé. 1 con to. 1 con to. 1 con to chắc 60-70 cân đấy nhỉ? 8. Khoảng 80 cân. Rồi mình đã đến thăm và chia sẻ cho quý cô bác và các bạn về cái gia đình nhà em Tú tại xóm Khâu Dề, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Thì gia đình em có 7 người thì không may mắn. Bà của em Tú thì đã bị ngôi nhà bị cháy thì bà già rồi, bà bị liệt thì bà ở trong nhà thì không may bà đã bị không may mắn, bà không còn sống nữa. Thì gia đình cũng đã làm đám mang lấy bà đi cất xong sau 2 hôm đấy. Đấy thì nhà em Tú thì có 2 ngôi nhà ở sát nhau, một nhà thì bố mẹ bà và ở và bà ở, còn nhà ở bây giờ đằng sau Hoàng Quyến ấy thì là vợ chồng em Tú và 3 đứa con ở. Đấy bây giờ thì bố mẹ em Tú thì cũng sang nhà ở bên em Tú, ở cùng nhà em Tú. Thì qua video này thì cũng Hoàng Quyến đến đây chia sẻ, cũng rất mong các quý cô bác, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước xem và quan tâm đến. Hoàng Quyền sẽ là mình đứng ra kêu gọi mọi người
để cùng giúp đỡ gia đình em Tú trong cái lúc khó khăn như thế này. Ra hỏa loạn cũng xảy ra cách đây khoảng một tuần rồi, thì hôm nay Hoàng Quyền mới có mặt đến đây chia sẻ cho quý cô bác. Đấy. Nếu quý cô bác nào quan tâm đến thì Hoàng Quyền sẽ cùng đồng hành để hết mình để giúp đỡ em Tú, để mang những cái phần quà để đến với gia đình, giúp em gia đình em có những cái cuộc sống nó ổn định hơn, tốt hơn, có các con cháu có thể đi học tốt hơn, không vất vả, để không phải thiếu thốn cùng những người bạn khác. Còn bây giờ Hoàng Quyền sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ Hoàng Quyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác, quý cô bác và các bạn những video tiếp theo.